Ok, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Ria Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại đó là ván đấu ở trên đảo Sa Mạc trong trận bán kết 1 của Starlink mùa 8. Các bạn một đường bay kéo dài đối với khu hóa thạch và nó sẽ kết thúc đâu đó bên trong vực đấu trường. Như vậy WAG mất một người rồi, họ chỉ có 3 người vào đấu này mà thôi. Không biết là có tụ 63 có reconnect lại được kịp hay không. Giang hồ hiểm mát không bằng mạng lá Free Fire. Nên tôi còn bị bay mất cơ mà. Đây là người phán xử vợ T6. T6 hôm nay không thi đấu, bạn cho vợ T6 thi đấu anh em ạ. Hôm đó đây là người vấn xử Adam D8 giờ vị trí H3. Và lúc này thì họ đang ở trên máy bay và sẽ bay về phía đó với cao nguyên đá. Đây là Dead God Tùng Anh tính 94 NQN giờ vị trí Tuấn Phát. Bọn ấy nhảy nhau xa thế nhở. Và một pha nhảy rất xa nhau. Và lúc này thì tôi đang thấy được họ đang đáp ở vị trí khu vực Mekong và đang có một điểm lút tương đối rộng dành cho vị trí Dead God trong bàn đấu này. Đây là SCVG BNL Gà Chùm Cần. Bây giờ trận 98 trận 71 họ vẫn đang có mặt ở đâu đó bên trong với khu lọc dầu. Đây là khu vực trung tâm bản đồ và gần như khu lọc dầu này sẽ luôn nằm ở trong tâm của bản đồ và đó lý do vì sao trong tâm vòng bo và đó lý do vì sao mà các em thủ rất định chiếm cái khu vực này. Chưa kể đây là một khu vực lớn mà khu vực này có thể giúp các em thủ có rất đầy đủ đồ cho cái giải đấu của chúng ta. Đây là OMP Trúc Cánh cũng như là vị trí Hận Gái Triệu 91 ở VA Phú, họ đang chờ đâu đó bên trong với trạm chỉ huy. Đây là F1 Tân Đẹp Dài Quý Drake cũng như vị trí Hades. Ôi ông Quý bây giờ mới đang đáp xuống ạ. Và trong khi các người chơi khác đã lút đồ chán chê rồi, bây giờ Quý đang đáp rất nhẹ nhàng về phía vực đấu trường. Trong khi đó đây là Drake như vị trí Hades và Tân Đẹp Dài một pha lút đồ ở đâu đó bên trong vực đó chạy đào tạo. Như vậy chính thức là WG trong bàn đấu này sẽ chỉ chơi với 3 người mà thôi. Đây là Thanh Sơn như vị trí Leon ES, Genji. Như vậy đã mất đi cho mình người dẫn dắt team đó là vị trí tụ 63 rồi. Và tôi nghĩ rằng là WG họ sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn trong bản đấu này. Thì phe loser như vậy là dần mờ, anh ta đã phải nằm xuống rồi. Và một pha thi đấu rất nhanh. Ở lúc này thì phe đã mất đi cho mình một người. Đây loser, họ đã biết rằng đồng đội họ đã bị bắn ở đâu chưa. Loser cũng đã bị bắn gục rồi. Và thi đấu rất nhanh. Đối phương đang đứng ở phía trên đó là bà cũng đến vị trí của người bán sửa Adam. Vâng, Adam thi đấu nó phải gọi là ghê thật sự. Vâng, Adam dạo này một sự comeback trở lại rất ghê đến vị trí của người bán sửa, đặc biệt là người vị trí của người bán sửa Adam. Lúc này đây là Khang Nhi Ti cũng như vị trí của Nấm, họ sẽ phải bỏ đi mà thôi. Team phe này là bao gồm thành viên đến từ những cái thành viên này là sinh khoảng 2K5 anh em ạ. Đây là Coca đệ Lucas mèo ú QA Xuân Sinh Gái như vị trí Lucas lúc này họ đang có mặt ở bên trong khu lọc dầu. Xuân Sinh Gái anh ta đang có một pha đó là thả team cho người xem. Trong khi đó đây là Lucas và Ray thì team này bao gồm có Coca đệ Lucas cũng như Lucas Tiến Não Gaming. Lúc này House Gaming họ đang có mặt trong khu mê cung và như vậy là House Gaming họ đang ở rất gần vị trí một team khác tuyệt vời như vậy. Bé em GM Vodka GM như vị trí của bé Sang vẫn đang có một pha gì chuyển về phía căn nhà kho lớn bên tay phải khu vực khu mê cung này. Lúc này thì bé Sang có bình đó là mũ một giáp một, Vodka có bình đó là giáp 2, trong khi đó thì bé em có bình mũ một giáp 2 và Tiến Não GM có bình mũ 2 giáp 3 mà thôi. 45 người chơi, đây là Grabdigger và những kẻ đào mộ họ đang có mặt đâu đó bên trong một xưởng đầu ngầm. Đây là Joker, anh ta có bình mũ 202 rồi. GD Max 07 trong cái trận đấu vòng bảng thì GD Max 07 đã có một cái ván thi đấu rất là tốt và anh này đã mang lại một cái ván đấu chiến thắng top 1 khi mà chỉ còn lại 4 máu. Chung cảnh có bình mạ của vị trí Adam rồi. Như vậy là OMP họ đã có một cái pha ăn chay và vị trí đối phương rất nhanh. Chung cảnh gây án xong ngay tức bỏ chạy, họ đang quay trở về khu vực đó với chạy chỉ huy. Vâng, như vậy là có thể nói tôi đoán là Adam này đi lẻ và đó lý do vì sao mà OMP đã có bình mạ gục. Đây là VE Phú, không biết tại sao thì OMP vào đấu này có một người lại sai chính tả, tức là lại sai cái tên. Vâng, VE Phú lúc này ta có bình đó là mũ bột, một pha đẩy sâu ở bên trong vùng vòng bo. Lúc này thì họ sang tiến về phía vùng khu lọc dầu hay là team Flash VN hay chúng ta đã biết đến với team F1 và đang chờ đâu đó bên trong vùng đấu trường mà thôi, hay là SCVG. Và lúc này thì BNL cùng với đội mình vẫn đang loanh quanh ở bên ngoài vực khu lọc dầu. Như vậy chúng ta thấy là ở bên tay phải của vực Mekong thì đang có rất nhiều team, cả Dead God cũng như là vị trí của SCVG một team nữa chúng ta vừa nhìn thấy họ đang ở đây. Từ khu vực cao nguyên đá thì hôm nay chưa vợ T6 như vị trí Adam đã phải nằm xuống rồi, chúng ta chỉ còn lại D8 như H3. Thực ra team người vừa xử họ không quá mạnh ở trong cái bản đồ này. Đây là một bản đồ mới và có lẽ là rất nhiều người họ cũng đang chưa biết được cách làm sao mà chơi cái bản đồ này nó thực sự hiệu quả. Đây là vị trí
trí cho Tùng Anh, tình chín tơ NQN như vị trí cho Tuấn Phát, một pha kè dài đến vị trí đối phương để xem người ta có thể làm gì không. Bây giờ đối phương chạy ở phía dưới rồi, bản đồ chồng bắn rất thoải mái đến vị trí cho Tuấn Phát. Vừa rồi họ đã gây rất nhiều sát thương, hôm nay Tùng Anh đang di chuyển xuống và một người chơi rất kỳ cựu phát hiện là có trên bản đồ. Giờ đây kỹ năng của Moco là một điều gì đó rất quan trọng và đó là team House Gaming Vodka GM đã phải nằm xuống rồi. Một pha đẩy xuống đến được vị trí của DG hay không, vẫn đang có pha di chuyển rất nhanh. Đây là Tùng Anh, anh ta là muốn chiếm lấy một vị trí ở phía dưới thấp để có thể hạ gục được vị trí của đối phương. Ok, vẫn đang là một pha thi đấu rất hay đến từ vị trí ở DG Tùng Anh. Này đã có pha chơi, này Tuấn Phát có bị hạ gục rồi. Một pha bắn đến vị trí tình chín tơ. Team Deadcott họ đang có pha thu vào và đang bắn cá thoải mái. Tùng Anh có bị mạng hạ gục tình huống này không? Tuấn Phát hạ gục bé Giang như tiền não rồi. Và như vậy là Team House Gaming đã phải chia tay cuộc chơi trong trận đấu này. Nhưng lúc này ở đây vẫn còn đang một team khác. Tôi nói trong vực mê cung có rất đông mà. Đó có lẽ là vị trí SCVG. SCVG họ đang ở đây hay không? Không, đó hình dường như không phải SCVG. Nhưng có thể thấy rằng SCVG đang rất thích có một vị trí nấp cao ở trong trận đấu này. Ở bị hận gái đã phải nằm xuống rồi. Team vừa có bình hai pha gục đó là vị trí Phú Quý, Bốc Kít 79 như là Sâu Sinh là hai người có bình mạ gục trong tình huống này. Một pha đẩy vào đến vị trí của Phú Quý hay không, và càng đét và khét lẹt lẹt là gì chúng ta đang thấy trong trận đấu này. Một pha kè ra phía trên, chúng ta có thể nhìn thấy rằng ở trong cái bản đồ đảo sa mạc này, việc mà bạn phát hiện ở đối phương là một điều gì đó mà nó rất dễ dàng. Đây là Phú Quý Hải Béo và một người tên rất giống tôi. Vâng, nghe thấy thích rồi. Vâng, nghe Phú Quý Hải Béo thấy thích rồi. Đề 8 chúng ta phát hiện có một người phía trước mặt mà nó bắn rồi, bắn nhưng không đủ sức sát thương để hạ gục đối phương. Hạt 3 chúng ta có đẩy cho mình hay không? Và đang được sấy rồi. Đề hạt 3 của mình ta đang nấp ở phía dưới, một quả lựu đạn tốt. Và gờ đề Joker là người phải nằm xuống trong tình huống này. Càng đét và khét là lẹt luôn. 34 người chơi là những gì mà chúng ta đang được thấy vào đấu này. Có vẻ tình chính tư nó đã phải nằm xuống rồi. Liệu rằng Tùng Anh cũng như là những người đồng đội mình có đẩy qua được khu vực mê cung này hay không? Dường như có đối phương bắn ở phía bên tay trái. Lúc này để đến có Tùng Anh, và lúc này anh ta vẫn đang có bình một pha thi đấu hết sức tập trung. Đây là SCVG BNL gà chùm cần, giống như là vị trí của Trọng 71 cũng đang có một pha nhìn nó ra phía bên ngoài. SCVG Trọng 71 đang chờ đâu đó bên trong với thị trấn cổ, hay là vị trí của Trọng này Trọng 91. Và lúc này Trọng 91 đang bắn nhẹ vị trí đối phương, anh ta phát hiện đối phương phía trên nhà. Và lúc này OMP có đẩy để có ăn ở vị trí đối phương hay không? Break có bình mạ của vị trí G2 ping ngay. Sau khi mà rời khỏi team Thanh Xuân thì hôm nay ping ngay ta đầu quân ở team G2 rồi. Vẫn đang tình huống thi đấu nó rất căng thẳng. Hôm nay Triệu 91 vẫn đang phát hiện ra phía trên nhà mình có người nhưng vẫn đang chưa có bình mạ gục. Và càng đét và khét lẹt lẹt là gì mà chúng ta đang thấy trong trận đấu này. Đây là tân đẹp sai và lúc này team F1 họ đang kẹt ở bên ngoài vòng bo. Drake anh ta đã phải nằm xuống rồi. Mew Black là người có bình mạng hạ gục ở trong tình huống này, hay là G2 Mew Black. Lúc này G2 Mew Black ta đã bị bắn gục. Dead for you anh ta có đẩy lên phía trên căn nhà này không? Một pha leo lên xe để đi vào 2k cũng như là vị trí Dead for you. Tôi nghĩ họ sẽ bỏ đi và tôi không đi vào 2k. Anh ta vẫn đang ở lại, anh ta vẫn đang muốn đánh chặn ở vị trí của thành viên của team F1. Quay trở lại phát hiện đối phương rồi, bắn là tốt đến vị trí Evil 2K. Anh ta có bình một pha bắn vẫn đang tiếp tục bắn mà không được rồi. Nhưng đối phương cũng đã có pha phải nằm chồng mông trong tình huống này. F1 quý ạ của vị trí của Mew Black căng lắm rồi luôn. Team của G2 chỉ còn lại mình Dead for You. Evil 2K đã phải nằm xuống. Bị Triệu 91 ạ của vị trí của Coca Mèo Ú phát hiện có người chạy sang phía bên tay trái. Như vậy là Evil 2K anh ta sẽ bị đối phương confirm hạ gục trong tình huống này. Anh ta đang cố gắng bắn Dead for You đã bị phát hiện ra vị trí đến đối phương. Càng đét và khét là lẹt là gì mà chúng ta đang được thấy trong trận đấu này. Một pha đẩy lên đến vị trí Dead for You hay không, anh ta quyết định là không. Quyết định là sẽ bỏ đi rồi, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. 29 người chơi là cái những gì mà chúng ta còn lại trong trận đấu này. Lúc này người phán xử chỉ còn lại mình vị trí của D8 nhân H3. Họ vẫn đang chạy ra cắt sang phía bên mé bên tay trái của bản đồ. Lúc này thì vòng bo của chúng ta nó sẽ nằm ở nửa trên của bản đồ, và
và lần đầu tiên tôi thấy một cái vòng bo mà nó không dính cái khu vực cầu lọc dầu vào. Lúc này Deadcock họ đã tiến tới gần vòng bo rồi và Deadcock đang chạy song song vị trí của người ván sở. SCVG họ đang chiếm được đó là khu vực thị trấn cổ. Và lúc này thì SCVG gà chùm như là vị trí BNL vẫn đang có một tình huống thi đấu là tốt và BNL vừa có một tình huống sử dụng như là kiểu người nhện. Và lúc này anh ta bay đến về phía cái thùng thính. Và lúc này anh ta lút được cái gì đây? Vâng, lút được gì? Chỉ có bình đó là giáp nổ cộng thêm với cả một cái súng bắn bom kẹo mà thôi. Vâng, không có M79 và như vậy thì họ sẽ bị gọi là yếu thế hơn một chút. Nếu như có M79 thì mọi thứ trong bàn đấu nó sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều. Đây là chúc cảnh như là triệu 91 ở VF Phú. Đây rồi đôi giây triệu 91 bây giờ VF Phú có bình những mạng gục. Và đó là pha quẹt sạch đến vị trí của OMP. Và OMP đang thi đấu là rất tốt. Trong khi đó thì ba thành viên ở WAG đang chờ đâu đó bên trong một khu dân cư. Mất đi một người khiến cho WAG hôm nay họ sẽ trở nên khó khăn hơn trong việc làm sao có thể leo cho mình một vị trí top cao. Trong khi đó thậm chí nó còn khổ hơn, đó là vị trí của phe nấm. Bây giờ thì phe nấm rất khó thể di chuyển bên trong một vòng bo được, khi mà lúc này trong vòng bò chúng ta nó đã rất đông người, 26 người chơi, vòng bò rất nhỏ nhưng mà số lượng người chúng ta còn rất to. Đây là Lucas và Lucas hôm nay anh ta vẫn đang có một tình huống gọi hòm thính xanh ở phía trên nhà. Anh ta đã nhìn thấy ở dưới có người rồi, có một người đang ở trong cái nhà ở phía dưới và lúc này thì Lucas anh ta vẫn đang cố gắng là lút thêm cho mình đồ mà thôi. Vâng, để làm sao mà bay được đến đây ở cái đảo thiên đường, à ở cái đảo sa mạc này chúng ta có cái súng móc và chúng ta có thể bay lên rất nhiều vị trí nhưng đã bị phát hiện rồi. Lucas nghịch dại rồi và đó là mà của đối phương vào vị trí của Lucas. Bây giờ Lucas nhờ vị trí của Son Sinh Gái có lẽ họ đã cảm thấy có gì đó hơi sai rồi. Vâng, cảm thấy có điều gì đó hơi sai rồi. Vâng, quá sai, sai quá sai rồi. Hôm nay thì vẫn đang có một pha chờ đợi một cơn mưa mà thôi. Đây là Dead For You, ta phát hiện ra nhanh cái gì đó mọi người. Có được bình mạ của vị trí của fan đấm mà Dead For You ta lấy cho mình mạ gục đầu tiên của anh ta cho bàn đấu này. Và đó mới là mạ gục thứ hai của G2 mà thôi. Lúc này G2 chỉ còn lại mình Dead For You, 22 người chơi, Trần Vinh, Sâu Sinh cũng như vị trí Hải Béo và đang hoáng đẩy vào. Hải Béo có bình mũ 3 sắp 3 rồi. Trong khi đó đây là Sâu Sinh đã có bình mũ 3 sắp 3. Phú Quý Trần Vinh có bình mũ 3 sắp 3 luôn, đồ đạc rất ngon. Trọng có bình mạng ngã gục, Trúc Khánh ngã gục được vị trí của team Deadcott rồi. Và như vậy Deadcott đã bị chia tay với cuộc chơi. SCVG vẫn đang thi đấu là rất tốt trên đảo sa mạc này. Phải nói rằng team của SCVG với những thành viên như là Gachum, BNL, Cần cũng như vị trí của Trọng 71 họ rất am hiểu và đội hình này hứa hẹn sẽ gieo rắc rất nhiều nỗi kinh hoàng trong giải đấu quân đoàn chiến sắp tới. Hay là Cần và lúc này chúng ta đang có pha phát hiện đối phương bơi qua sông. Này thì bơi qua sông của chúng tôi. Và đối phương vẫn đang bơi được. Và đối phương đã nấp ở đằng sau mấy cái cột đá nằm ở giữa sông rồi. Và con sông của trong này nó bé, thực ra là sông này nó gọi là sông nhưng chúng ta nó như cái dạng nước rồi. Vâng, mặc dù nghe có vẻ giống sông nhưng mà không phải. Và đó là người phán xử D8, người phán xử bị quét sạch ở bàn đấu này. Đây là SCVG và lúc này họ đang tiệm cận vị trí vòng bo. Bo sẽ thua ở một điểm mà nó nằm ở phía bên bờ của cái con sông này. Đây là Trúc Gánh như vị trí của triệu 91 ở VF Phú. Team OMP họ vẫn đang duy trì phong độ thi đấu là rất tốt. Đây là Trúc Gánh, lúc này anh ta có bình pha đẩy ra được hay không? Vẫn đang trong tình huống thi đấu rất chi chạc. Triệu 91 anh ta thậm chí còn đeo cho mình đó cái đồ ngụy trang. Vâng, rất cẩn thận, mình đi ra ngoài nhặt thính nên mình phải đeo đồ ngụy trang là đúng rồi. Tân Đẹp Sai có bình mạng ngạ ngồi vị trí của Coca. Lúc này Tân Đẹp Sai là người duy nhất của team M1, team Flash VN còn lại trong bàn đấu này. Càng đét và phải nói rằng là nó khét lẹt lẹt thật sự anh em ạ. Vâng, nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Kia mình, các bạn đừng quên để lại bình một follow để được đẹp trai và được xinh gái nha anh em, cũng như là share cái đường link livestream này để nhiều người có thể tiếp cận với giải đấu này hơn. Đây là vị trí của Thanh Sơn cũng như là Genji. Và lúc này liệu rằng họ có thể làm gì hay không? Vẫn đang có một tình huống nấp rất tốt ở phía cái cầu. F1 Tân Đẹp Dài phải nằm xuống rồi. Gà chú mạ của vị trí của Sâu Sinh. Lúc này đã phát hiện đối với Leon, anh ta đã bị bắn ngục. Đang pha xấy ra đến vị trí của Thanh Sơn. Thanh Sơn ta đang được xấy, Sơn đã bắn rồi. Sẽ có bình mạ gục đầu tiên đang lưu trì cho bàn đấu này. Và đó là mạ gục vị trí của Phú Quý Hải Béo. Vâng, Hải Béo lên núi hái chè. Có thằng bỏ mẹ nó đè Hải ra. Đây là Thanh Sơn, người ta có trong tay đó là M79. Sẽ có pha câu M79 về phía cái
xe không. Đấy, 11 người chơi, WG còn 3 người, SCG còn lại cả team. Lúc này SCG đang muốn đẩy xuống, trong khi đó Phú Quý Trần Vinh đang phải nằm ở đằng sau cái hàng rào này. Trần Vinh đã bị phát hiện ra và nằm nghiêng rào nước để bơm lại bình lượng máu, nhưng đối phương sấy từ bóng keo là quá nhanh, tiếp tục nằm dành cả tuổi thanh xuân chỉ để nằm mà thôi. Nhưng đối phương đã phát hiện ra vị trí của anh ta và Phú có bình mạng à không. 10 người là gì chúng ta còn lại, mà lúc này chúc anh ta cũng đã gây rồi. SCG BNL là người có bình mạng và đó là bạn của thứ ba cho anh ta trong trận đấu này. Đẩy về phía bờ sông sẽ chuẩn bị nhìn đến vị trí của WG ở đằng sau cái phiến đá to tổ bố này. Đang đẩy vào không, lúc này trong nhà có người, trong nhà có người, nhưng mà bom thu vào, đối phương mở đường máu thoát thần. Có mở đường máu đây không? Lúc này SCG đang chưa bắn, đó là triệu 91 nhờ vị trí của VF Phú. Họ đẩy vào ăn ngay một quả M79 vào mồm, chết ngay tức khắc, không kịp ngáp. Đó là bạn cũng đến vị trí của WG Thành Sơn. WG đến Thành Sơn, lúc này chúng ta cố gắng chạy về trong bo, đặt ra tường bom kẹo vẫn đủ che. Anh ta đã được bắn rồi, phía bên kia đông quá. Vâng, nếu như WG còn 4 người có lẽ còn chơi được, nhưng SCG mới là người có bình top 1 ở trong trận đấu này. Căng đét và khét lẹt lẹt là gì mà chúng ta đã được thấy trong trận đấu đầu tiên của trận chưa bán kết 1 của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, ghê thật sự anh em ạ. Vâng, quá ghê đội bán dê. Và đó là trận đấu đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay. Rất hay khi mà SCG, nếu như mà WG có đủ cả 4 người, tôi nghĩ là trong tình huống đó thì họ sẽ có một cái lợi thế nào đó. Nhưng mà tuy nhiên thì mọi thứ đang nó khó hơn khi mà họ chỉ có 3 người mà thôi. Trong khi đó thì SCG thi đấu rất tốt cùng với OMB, Phú Quý và Flash. Họ là những team mà đang có lợi thế để đi tiếp vào trong cái giải đấu chung kết của giải đấu này.